Trên kia có con cu cườm nữa các bạn. Trên ngọn cây khô đó các bạn thấy không? Chết. Một viên. Rồi sao? Đó rồi. Đó rồi các bạn. Cơm mà đứng nó nhìn. Rồi sao khó ta? Các bạn thấy đi ra đây nộm được con chim ở bên kia thôi mà đi vòng một vòng qua bên này để lượm con chim. May mà bác cái bác chủ vườn bác ấy đồng ý cho đi qua nhờ. Đây này, nó đang nằm ở đây này các bạn, rớt từ trên này xuống đây. Một em cô cường rất là to nha các bạn, bắn một viên rớt luôn, rất là ok cho buổi ngày hôm nay, rất là ngon đấy, khởi đầu rất là tốt đẹp. Ok, tắt máy đã. Rớt luôn các bạn. Còn nữa. Đây các bạn. Viên. Dạ. Một con. Mày hả mày? Này các bạn.
một con. Còn một con nữa vừa bay qua khúc này, đâu ta? Con cu to cơ. Rớt cả. Bị thương rồi mà nó không bay được. Chưa không rớt. Vẫn chưa rớt kìa. Dập vào người thế này mà không rớt. Ok thì đây là công đoạn thui cho nó sạch lông và nó săn cái thịt lại các bạn. Đây là con phướn này. Thôi con cò này chưa. Thôi cho nó sạch lông các bạn. Thôi cho nó sạch lông rồi rồi nó săn cái thịt lại. Chưa còn nướng đâu. Này mới chỉ thui thôi. Thui cho nó sạch cái lông. Với cả nó săn cái thịt lại. Chút nữa còn phải rửa sạch đi, xong rồi làm sạch đi, xong ướp gia vị, xong mới nướng. Này mới chỉ thui thôi. Nhìn đã không? Đó, các bạn thấy là nó bắt đầu nó co lại, nó bắt đầu nó săn lại. Này, hai con cò này, hai con cò này, con mịn mịn này. Phớn này, rồi đây một con cò nữa. Ok. Chúng nữa mình thui cho nó sạch lông, thịt nó săn lại. Vào đây. Đây
Đây thì sau khi nãy mà mình thu xong á, thì bây giờ mình gấp vô đây. Mình gấp vô đây, gấp từ nãy giờ cũng được hơn 10 phút rồi, mình gấp vô. Chút nữa mình nướng các bạn. Mình gấp vô, chút nữa mình nướng. Và bên cạnh thì mình có chuẩn bị một dĩa để lát nữa mình nướng xong mình bỏ vô. Mình trang trí rồi chấm muối ớt các bạn. Chấm muối ớt. Một dĩa trang trí. Ok. Thì chút nữa mình sẽ nướng ha các bạn. Ok. Nhìn đẹp đấy chứ. Ok, thì bây giờ mình sẽ nướng nha các bạn. Đổ ra là lửa nó cũng khá là đượm rồi. Đặt lên cái này nó đã đỡ mùi thơm rồi, vậy mình gấp cái sa tế này rất là thơm các bạn. Bạn thấy mấy cái đùi đá không? Bạn thấy mấy cái đùi đá không các bạn? Nướng sắp xong rồi các bạn, nướng sắp xong rồi, không thấy đẹp không các bạn? Đây mình nướng được một chốc rồi, nướng được một một phần rồi. Thèm quá nên ăn thử một miếng các bạn, thử một phần đùi. Cái đồ này là chín rồi nè, đẹp không? Đây. Thèm quá ăn thử miếng nữa các bạn. Thịt rất là ngọt nha các bạn, rất là ngon đó. Mình nướng cái này thì mình nên nướng nhỏ lửa thôi để mình nướng than nó đỏ quá nó cháy các bạn. Cái thịt nó chín đều trong cái phần đùi này. Rất là ngon nha các bạn. Đây nướng xong rồi các bạn nhìn này, những cái đùi đã rất là thơm nha các bạn. Đây nướng nhìn cái này mới đã. Đấy, ok chưa? Làm miếng bia nha các bạn, chắc mình sẽ ăn muối ớt đâu nhỉ, này đúng không? Này các bạn. Rất là ngon nha các bạn. Thịt nó ngọt lắm. Các bạn nào muốn tham gia bữa nhậu như này không ạ? Bạn nào đi thì muốn tham gia thì comment nha. Anh em đi chung cho vui. Rồi các bạn.